gefragt. Hello mọi người, đây mình nấu món mì tôm nha. Đây là em Tram đang xem mì tôm. Đây tôi cũng đã cho rồi. Xe vào bột đi em. Đây. Mẹ đang nấu đi nấu tôm ở suối. Đẹp. Thì đẹp. Thì mình cũng làm giúp em nó nha. Bỏ hồng tôm. Cho tin đây rồi thêm mì tôm hấp dẫn. Mì tôm đây trứng nướng ngon em Phúc ạ. Phúc can tiết không đi Phúc. Tôi có trứng nóng ấy. Rồi, đây món tôm của mình đây. Rồi. Đây. Anh với xong xuôi ngon lắm. Mời mọi người anh. Cá này thì đắng nhỉ. Ngon. Sáng giờ chưa ăn cái gì hết, đang đợi bùng. Anh bằng tay thôi, bằng này không nó được đâu. Đây. Mời mọi người à. Anh Taro. Đây là tôm hùm ở biên. Wow, ăn mì tôm mọi người. Đấy, hiện tại mình đang hơi bị say đấy. Hôm qua uống từ tối hôm qua mà hôm nay vẫn trong người nó không được khỏe. Ngon. Sao ngon? Ngon. Món ăn mà. Làm đây là muối ớt cũng ngon mà nấu mì tôm cũng ngon hết, làm gì cũng ngon hết, ăn đã cũng được. Ồ, thơm quá, có rau là càng thơm. Ngon. Cá là bằng tay thôi à, em bằng tay thôi. Cá mà anh bằng nhưng không được đâu. Bỏ tư dung tôm anh cho nó đá. Anh không lại bị tâm đâu. Mình cần đều.
Bây giờ là không có uống nước suối nữa, đây là có nước lọc trong đây rồi. Cá đây là mập, còn cá đây là ăn ngon, cá đây ăn ngon lắm. Đồ này đây thêm mơ nữa. Đắng quá. Mọi người ăn được ai đây? Đồ nó mơ như lắm. Đây là người ta gọi là kinh gọi là cá, đây là cá gì đây? Cá nào đây? Đó là cá trắng. Cá trắng này đây, đồ cá trắng càng mờ càng nhiều hơn đây. Mờ đó. Ngon. Bẹ cá để ít quá đi. Cá để chắc nó cũng đứt bỏ. Cá là ăn cá ngon đấy, cần một thang luôn đi ra nước tắm. Tôm để anh ở nhà chắc không ngon bằng anh ở trong chuỗi như thế này rồi. Để anh sau nó ngon như vậy. Em là anh cá tăng là không được. Em chỗ đây nó thôi, nó không có xương. Anh sau lưng nó xương như quá. Nhìn trong đây là phòng phim ấy.
đi về tujur tujur lại gõ gõ cái đi đâm tu khắp đi đâm tujur đi lại. Đây. Cái gì đây ta? Sao tăng tăng vậy? Quái đắng quá. Mờ nhiều quá. Anh ngon lắm. Mình mà ăn cá ngày nào cũng ngon hết á. Cá là ngon ngon nhất. Đây là khu bằng ốc. Tôi được yêu cầm mơ như quá. Nâu rồi mọi người nha. Sao nó lại coi nó cái gì nâu rồi à? No rồi, nâu rồi. Cho em ăn hết nè. Ăn con nhanh mập lắm, ăn nhiều nhiều quá. Đang dưới bị ca này đen quá, em không được đâu nha. Đây, mọi người xem. Như thế này em có đường. Cái này chắc không được đâu nha. Bỏ. Hơi dở. Ăn cơm nhiều quá cả nó ruột nó hơi đen chắc dây nó mới đi sớm. Cái xương đen của nó nhỉ. Đây mê cả đây là nó ăn không có dính trong xương mà để thịt nó để dính trong xương được cả để dơ quá ăn được. Đi. Đây nè, coi.
video hai anh em của mình khá là dài, tại đây cũng khá là dài rồi. Bây giờ sao đây, bye.